Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel YouTube của Workman Giá Trị. Cái ngày hôm nay thì là một ngày rất là đẹp, thì Dũng muốn giới thiệu đến anh em một cái sản phẩm dành cho những cái anh em mà làm trong cái nghề điện và kỹ thuật điện. Thì cái sản phẩm mà mình muốn nói tới là một cái bộ sản phẩm 6 chi tiết cách điện đến từ thương hiệu Workin với mã sản phẩm là 569406. Thì đây là một cái bộ sản phẩm mà nó có đầy đủ những cái tính năng về cách điện. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có những cái tiêu chuẩn mà bắt buộc trong cái ngành này, thì đó là chuẩn VDA là tiêu chuẩn của Hiệp hội Kỹ sư điện, và tiêu chuẩn GS là tiêu chuẩn của châu Âu về cách điện là 1000V ha. Thì trên cái bao bì của sản phẩm thì nó thể hiện rất là rõ và chi tiết những cái thông số sai. Mặt trước này nó hơi nhỏ ha, chúng ta có thể coi mặt sau nè. Đấy, xong các size ở đây đều ghi rõ ra cho chúng ta luôn á. Đầu cộng, đầu trừ và một cây bút thư điện. Về size, về kích thước nó ghi rõ hết đây. Hôm nay những là cái đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha. Ngay sau đây Vũ sẽ khui cái sản phẩm này ra. Thấy cái màu là thấy đẹp rồi đấy. Cái màu đỏ, đỏ là đẹp nha quý vị. Đồ mới khui ra, thơm mùi mới nha. Cái hộp rất là chắc luôn. Dùng qua bên. Rồi, đây chúng ta có cái bút thư điện ha. Bút thư điện chắc là cũng không có gì để tả đâu, nó cũng giống như cái bút thư điện bình thường ha. Chi tiết thì nó sắc sảo hơn. Đây là cái sản phẩm ha, màu đỏ vàng đặc trưng của cách điện. Thì cái phần mà cao su cách điện nó kéo dài tới cái đầu của tua vít luôn, nó chỉ chừa đâu khoảng như thế này thôi, cầm rất là thoải mái. Đây là một cây tua vít đầu vàng nè, hai cây, ba cây ba size nha anh em. Đấy, ba cây ba size. Nó làm rất là liền mạch luôn. Và phần cao su cách điện là nó dài tới cái đầu này luôn. Này để bỏ mấy cái domino hay là tháo mấy cái domino là ok luôn. Ở đây thông số size nó có ghi sẵn trên đây hết ha nè. Nó ghi rất là chi tiết luôn rồi. Đây thì mình có thêm một cái cây cộng. Đây 6 cây. BH200 này, BH180 80 là cái khoảng này 80 nha anh em. Đây, một cái bộ sản phẩm mà nó rất là thông dụng và gọn và đạt được những cái tiêu chuẩn mà bên điện. Thì cái sản phẩm này nó sẽ là an toàn cho anh em trong cái việc anh em thao tác hàng ngày cũng như là công việc ở gia đình đó.